Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Toại Tinh Tế. Và như tiêu đề của video hôm nay, chúng ta sẽ review chơi thử một cái tựa game cực kỳ hot, cực kỳ nhẹ, dung lượng khoảng tầm là 20 MB thôi. Một cái tựa game offline trên Android, anh em có thể tải về ngay bằng đường link bên dưới video nhé. Toại sẽ để đường link, anh em tải miễn phí trên là CF Play. Rồi và đặc biệt là khi anh em tải về, anh em bấm vào dấu cộng này, được chưa? Chọn cái phần là nhập mã này, chọn phần Be Invite này, thì anh em sẽ nhập cái mã của Toại vào MQD2VXG, anh em sẽ nhận được là 300 kim cương miễn phí nhá. Đấy, nhập vào là chơi được, chưa? Rồi khi chúng ta nhập vào, chúng ta chơi hoàn toàn miễn phí này, tap to play này. Toại chơi thử lên level 44 rồi. Đây, anh em chỉ cần là phóng đao thôi. Phóng này. Rồi, phóng này. Rồi, phóng này. Rồi còn 2 cây nữa. Phóng này, thêm cây nữa thôi. Phóng này. Đấy, như vậy là qua màn rồi chưa? Anh em hoàn toàn có thể xem quảng cáo nhận thêm kim cương là lượt phóng mới nếu anh em phóng công chúng nhá. Đặc biệt đây là tựa game mà anh em hoàn toàn có thể nhận tiền mặt được chưa? Đấy, nếu mà chơi thành công thì anh em sẽ đổi ra kim cương để nhận tiền mặt nhá. Và sau khi chơi xong đủ 3 cái chìa khóa, chúng ta sẽ mở hòm này để nhận kim cương. Kim cương này đổi ra tiền mặt được nhá. Đó, chưa? Mở hòm này. Rồi ok, đấy, rất là hay, chưa? Rồi và anh em đặc biệt là khi mà chơi cấp càng cao thì chúng ta nhận càng nhiều kim cương và chúng ta hoàn toàn có đổi tiền mặt. Đặc biệt là anh em kích vào phần con đao này này thì chúng ta có thể mở phần unlock, chưa? Bấm unlock này thì nó sẽ ra rất là nhiều loại đao mới rất là đẹp, đúng không? Có những game phi tiêu, những dao rất là đẹp. Đây, tỏa ra cái dao mới này. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi, thì cái tựa game này là hoàn toàn miễn phí trên CF Play, anh em hoàn toàn có thể tải về bằng đường link Toại sẽ để bên dưới video nhá. Kích vào là tải về thôi và chơi hoàn toàn miễn phí. Nhiều lúc nó giải trí nhưng nó rất là ức chế tại vì chúng ta phóng trượt mà. Đây, như này phóng trúng thì không nói này. Đấy, lại trượt được chưa? Phóng tiếp này. Đó. Và chúc cho anh em sẽ có những giờ phút thư giãn thật vui vẻ với cái tựa game là Knidas này. Thành công nhá. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại Tinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhá.